mày ơi, cái ghế này ngồi mệt như này. Vâng. Là mệt. Không biết rồi. Lên cái lồng vải mệt ngược. Không biết rồi. Úp nó vào đây này. Dạ vâng. Cái này, cái là mèo khó. Có hai cốc tí mang ra nhé. Vâng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này làm sao? Đi tổng hả? Mày còn đang dở đủ ra. Cái gì đâu mà chúng ta cứ thò thò thụt thụt nhìn tao thế. Nó ở cổng vậy.
ăn đi, con mèo nó ăn hết của mày rồi, và cắn nhau nhá. Mèo con của báo đuổi. Thế tôi lại gửi anh hai cái điện thoại di động. Anh để ngửa nó sắp chuông này. Chuông thì anh cái đồng hồ o la di hoàn toàn. Ở đây tôi để để nghiêng cái điểm để chết. Trường mẹ anh đi mà mẹ. Thôi không bảo đâu. Không bảo gì đâu. Không bảo được. Thank you.
Thank you.